Xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Kể Chuyện Cho Bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Sự Tích Hoa Cúc Trắng. Xin mời các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe nha. Sự Tích Hoa Cúc Trắng. Ngày xưa có hai mẹ con đơn côi sống trong túp lều nhỏ. Người mẹ làm việc quá nhiều nên bị bệnh nặng. Nhà nghèo, không có tiền mua thuốc cho mẹ. Người con buồn rầu ngồi khóc. Một cụ già râu tóc bạc trắng đi qua. Sau khi nghe cô bé kể lại câu chuyện, cụ bảo cô hãy đi đến gốc cây cổ thụ đầu rừng, tìm bông hoa cúc màu trắng, có bốn cánh để làm thuốc cứu mẹ. Cô bé đi vào rừng, đến cây chỗ cụ già chỉ và thấy một bông cúc trắng. Cô hái bông hoa, nâng niu trên tay như một vật quý. Đột nhiên, cô bé lại nghe thấy tiếng cụ già văng vẳng dặn rằng: bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ của con sẽ được sống bấy nhiêu ngày. Suy nghĩ một lát, rồi cô bé nhẹ nhàng xé từng cánh hoa ra thành rất nhiều sợi nhỏ. Từ bông hoa chỉ có bốn cánh, giờ đã trở thành bông hoa có vô vàn cánh nhỏ. Cô bé mang bông hoa chạy nhanh về nhà chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cô khỏi bệnh, đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo, dũng cảm và sự thông minh của cô bé. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần trả lời câu hỏi nha. Câu hỏi của bức tranh số 1. Vì sao người mẹ lâm bệnh? Người mẹ lâm bệnh nặng vì phải làm việc quá nhiều. Bức tranh số 2. Cụ già nói với cô bé điều gì? Cụ già bảo cô hãy đi đến gốc cây cổ thụ trong rừng để tìm bông hoa cúc trắng về làm thuốc cứu mẹ. Bức tranh số 3. Thấy bông hoa chỉ có 4 cánh, cô bé đã làm gì? Thấy bông hoa chỉ có 4 cánh, cô bé xé từng cánh hoa thành rất nhiều sợi nhỏ. Bức tranh số 4. Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh? Nhờ lòng hiếu thảo, dũng cảm và sự thông minh của cô bé mà người mẹ đã khỏi bệnh. Các bạn nhỏ ơi, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi các câu chuyện lần sau nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.